Chiều ngày 24 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia, cơ quan quản lý cùng các địa phương ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, sau hàng loạt trận động đất liên tục xuất hiện. Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, động đất đã làm hư hại mái ngói của một nhà tại xã Đắc Rin, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không ghi nhận thiệt hại. Khẳng định nguyên nhân sơ bộ của chuỗi trận động đất tại tỉnh Kon Tum là do hồ chứa thủy điện gây ra. Song để đưa ra được nguyên nhân cụ thể, ông Phạm Thế Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho rằng cần phải có những khảo sát chi tiết, đánh giá cụ thể trong thời gian tới. Theo đại diện Viện Vật lý Địa cầu, thời gian qua, sau khi xảy ra hàng loạt vụ động đất liên tục, kéo dài, nhất là sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, cơ quan theo dõi động đất đã đầu tư lắp đặt 3 trạm quan trắc động đất tại huyện Con Plong và dự kiến trước ngày 2 tháng 9 sẽ lắp đặt thêm 3 trạm nữa tại khu vực này. Ông Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Xây dựng cho biết, nếu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam thì các trận động đất vừa qua ở Kon Tum là dưới cấp 6, không gây ảnh hưởng nhiều tới sự an toàn của công trình.